trên thì chết rồi. Anh nói chuẩn đấy. Không phải gì mà rơi thẳng anh vào 1m2 cái cuốn người nào được. Rơi thì cái kia thì cứ có 1m5 anh rộng nguyên to. Đó phải bao giờ cũng là một cái tiếp thì ra gì này chỉ cần như thế